Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay mình xin giới thiệu tổng hợp cho các bạn một số cái dòng motor 12V cỡ nhỏ và tầm trung, loại có giảm tốc và không giảm tốc. Trước tiên thì giới thiệu cho các bạn ba cái mẫu không giảm tốc trước. Đấy, đây là một cái mẫu 600W này. Cái mẫu này là mẫu 150W này. Cái mẫu này cũng là mẫu 150W này. 100W này. Mình sẽ đánh theo số thứ tự để cho các bạn hỏi loại con số mấy hoặc là chốc nữa mình sẽ báo giá từng loại một. Hai loại này thì được khách hàng hay mua hơn để làm cái máy quấn dây máy bơm, dây phun thuốc sâu. Đấy, hoặc là quấn dây điện. Thì dùng cái loại này là hợp lý này, tốc độ chậm. Một số các cái kích thước của nó này. Cái con 100W loại này là có chiều dài thân động cơ là 11,5 cm này. Con này có thân động cơ là 11 cm này. Đấy, hai loại này thì loại này con này là rẻ hơn này. Con này rẻ hơn, nó sử dụng vành bánh răng nhựa. Còn con này nó đắt hơn, nó dùng răng sắt này. Vòng tua nó khoảng 75 đến 100 vòng trên phút. Con này thì chốc nữa mình test tốc độ và mình sẽ bổ sung các cái thông số cho các bạn sau. Đấy, nhưng mình ướm tốc độ nó khoảng đấy và cái mục đích sử dụng nó là như vậy. Như hai dòng này rất là khỏe, quay vịt, quay ngan vài chục con cũng được. Hoặc là cuốn rulo máy bơm các thứ. Đấy. Còn ba cái dòng không giảm tốc này thì được sử dụng vào cái dạng động cơ scooter hoặc là chân vịt thuyền, nói chung là đều rất là tốt. Em bây giờ đang ở chỗ nào? Tiếp theo là giới thiệu đến hai cái dòng này thì đã giới thiệu nhiều video khác rồi nhưng vẫn để tổng hợp đây để cho khách hàng xem một lượt. Thì con này là 600W, con này là 800W, hai cái dòng này là công suất thực các bạn nhé. Con to hơn thì nó sẽ dài hơn đây. Ví dụ như cái con 12V 800 này là nó dài 14 cm này. Còn con 600W này nó chỉ dài có 11 cm thôi nhé. Đấy, đường kính động cơ thì nó vẫn là cái đường kính 11 cm. Tốc độ hai con này là 45 vòng trên phút, đều 45 vòng trên phút. Động cơ không chân đế và nó có cái mặt bích bắt ở trên này, đây bắt 4 con ốc ở trên này nhé. Đấy. Tiếp theo là đến hai cái dòng động cơ 500W, con này là 12V 500W này. Nó là 200 vòng trên phút. Còn con này 12V 350W này. Con này của nó là 300 vòng trên phút. Con này là dòng công suất thực các bạn nhé. Bên mình không có in lại tem nhãn gì cả. Đây, mã số do nhà sản xuất in là còn nguyên trên thân động cơ này. Đấy, đây cũng vậy này, 12V này. 500W này. Thì các bạn lưu ý nhé. Đấy. Tất cả những cái dòng này bên em đều có 24. Một con này có 24, con này có 24, con này cũng có 24 và con này cũng có 24V. Loại này thì hiện tại có cả một loại 12V 250W nữa. Nhưng đang hết hàng cho nên không bày lên đây được. Nó cũng đều vòng tua là 300 đến 330 vòng trên phút nhé. Đấy. Thân động cơ nó... Con 350 thì bao giờ nó cũng dài hơn con 250, con này là dài 9 cm này. Đấy. Con này 500W này. Nó dài là 12 cm này. Đấy. Thì tổng hợp một số loại như vậy, tí mình sẽ đánh dấu lại và mình báo giá cho các bạn từng con một ở dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.